là Thanh đây, welcome back to my channel. Ngày hôm nay Thanh sẽ dẫn mọi người đi ăn món bánh hẹ. Đây, cái bánh hẹ. À, cho con một cái bánh hẹ với khoai môn. Một cái bánh hẹ với củ sắn. Không, bánh hẹ là một cái, khoai môn một cái, lộn thứ một món. À, vậy hả? Bánh hẹ là một món. Bình thường con ăn bánh hẹ là cái... Xanh xanh đó. Chỉ có biết cái xanh xanh này không à? Ừ, cái món đi. Đi. Con tự chi được không hả ông ơi? Thôi. Mọi người ơi, hôm nay á là Thanh được trải nghiệm là tự chiên bánh hẹ luôn. Cái này cho nó vô giữa ha. Cái này không bánh hẹ, cái này là củ sắn. Cái loại này là củ sắn nha mọi người. Cái này khoai môn. Cái này là khoai môn. Cái này khoai môn. Cái này là đây là củ sắn nha mọi người. Đó. Rồi hôm nay đứng vừa ăn bánh hẹ vừa tự chi. Dạ. Dầu chan. Rồi lần đầu tiên được trải nghiệm tự chi bánh hẹ. Ủa ông bán ở đây là được lâu chưa ha? 20 năm rồi. Dạ. Đã bán rồi, cái đường con. Bán ở đây 30 năm. Con là hồi đó nhà con hay ăn bánh hẹ nè. Con chưa có ăn được loại củ sắn với khoai môn. Đó là bây giờ con lấy củ sắn. Con học ở trên rồi. Dạ. À là hồi xưa học bên trường. Mặt kiếm hồn luôn. Ờ, kiếm hồn á. Mặt kiếm hồn. Con học cái không? Dạ. Có mà bánh hẹ luôn. Thanh làm nó bị khét. Thanh trả lại cho ông làm. Trời ơi, mọi người xem sự khác biệt giữa cái đứa hả? Cái đứa mà cùi bắp như Thanh này với ông nè. Cái dĩa bánh hẹ mà Thanh đã order ra là bao gồm có bánh hẹ cơ bản thì chỉ là bánh và hẹ ha mọi người. Còn ở đây còn có thêm là bánh hẹ củ sắn, bánh hẹ khoai môn nè, bánh hẹ củ sắn nè mọi người. Đó, Thanh để ra cái nhân mọi người thấy là củ sắn ha, khoai môn nè. Đó. Còn đây là bánh hẹ không. Đây là cái món bánh mà hồi từ rất là nhỏ là gia đình Thanh rất là hay vào những khu quận 5 rồi mua về rồi tự chiên. Nhưng mà ngày hôm nay là Thanh đang có mặt tại một quán bánh hẹ đã hơn 30 năm ở đất Sài Gòn mình rồi. Thì sidebox của quán bánh hẹ này cũng rất là dễ đi kiếm các bạn ơi. Bánh hẹ của ông là sẽ nằm đối diện với lại chùa Bà Thiên Hậu ở quận 5. Hoặc là mấy bạn có thể dùng cái sidebox là trường Mạch Kiếm Hùng. Rồi bây giờ thôi không có nói nhiều nữa, phải ăn thử thôi. Này. Hôm nay hơn thì luôn á mọi người được ông cho trải nghiệm chiên bánh hẹ tại chỗ để mình xem cái bánh hẹ mà chiên mình được chiên phân nổi nó làm sao. Eo ơi ngon xuất sắc luôn, nước mắm là rất là vừa đủ độ ngọt, không quá ngọt. Mà khi mà ăn cái bánh hẹ là bá cháy luôn. Ăn gấp sợ cameraman nó dành em siêu ngon. Theo như anh thấy thì nếu một quầy bánh hẹ mà 30 năm là cũng khá là lâu đời đó. Bây giờ anh sẽ thử khoai môn với củ sắn nha.
bột bánh á, ông chiên nó rất là mềm, nó đủ cái độ giòn mà vẫn không có quá cứng á. Hồi nãy Thanh có chiên khúc đầu nhưng mà tại vì sợ là Thanh chiên khúc đầu thôi là nó khét rèn này, mọi người thấy cái phần khét này không, tại Thanh chiên. Chứ còn ông chiên á là ông giữ cái độ giòn, dai, vừa đủ, ngon. Ra mẹ ơi, ngon dữ hùng. Nói là mọi người nước vẫn không được mở rõ. Theo quán bánh hẹ này, địa chỉ của quán á mọi người là ở số đối diện với lại chùa Bà Thiên Hậu, 710 Nguyễn Trãi, quận 5 nha mọi người. Tức là mình đi chùa ra mà mình nhìn đối diện á là sẽ thấy liền cái quầy bán bánh hẹ của ông luôn. Đây là củ sắn. Thật ra là củ sắn không nên mà ăn thì lại cảm giác như là nó có nhân thịt á. Chắc là vì sự đậm đà nè. Trời ơi, ngon quá. Lần đầu tiên ăn bánh hẹ củ sắn với lại khoai môn luôn. Béo béo quá nữa. Bánh hẹ Thanh ăn 3 cái luôn mà chỉ có 24.000 thôi. Mọi người có đi ngang qua đường Nguyễn Trãi của quận 5 này thì nhớ ghé qua quầy bánh hẹ của ông ủng hộ ông nha. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ ông nha mọi người ơi. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.